Xin chào tất cả các em. Trong thời gian vừa qua, có lẽ học sinh trong cả nước rất mong muốn được đến trường. Chúng ta đã có một kỳ nghỉ Tết khá là dài, kết hợp với 3 tuần, 2 tuần liên tiếp để ở nhà, tránh cái sự lây lan của căn bệnh rất nguy hiểm chưa có vaccine phòng chữa do virus corona từ Trung Quốc lan ra. Rất nhiều học sinh, rất nhiều phụ huynh lo lắng và các thầy cô giảm bớt sự lo lắng bằng việc hướng dẫn các em qua tất cả các kênh online, Facebook, website, YouTube. Rất nhiều học sinh hào hứng và có sự hiệu quả trong quá trình học online. Tuy nhiên, như các bạn cũng đã thấy, thật là không có cái ngôn ngữ nào để diễn tả nổi cái sự lười biếng học sinh, ngôn ngữ nào để diễn tả